Bà Sa Đức Huy xin kính chào quý vị. Bà Sa Đức Huy đang có mặt ở vườn dinh dưỡng quý vị ạ. Và hôm nay anh có cái bí quyết gì muốn chia sẻ với quý vị không anh? Chào quý vị các bạn nhé. Để chia sẻ quý vị với Đức Huy hôm nay một cái kỹ thuật của Minh Dưỡng tạo tác, vừa gọi là kỹ thuật chăn, kỹ thuật chăm sóc và tạo tác, mình hay nói là đắp vẽ hả? Vâng. Đã, quý vị xem mà anh có những cái cách làm hay gì chia sẻ với quý vị. Rồi, về đi. Và chia sẻ với quý vị các bạn là cái sản phẩm đặc trưng tại vườn Minh Dưỡng. Chia sẻ cho quý vị biết là quý vị ngắm ở đây này. Xô chậu hả? Cái đặc trưng của Minh Dưỡng nuôi cây là rất nhiều là túi bịch xô chậu. Xô chậu. À, quý vị nhìn cây nào cũng có túi bịch xô chậu là nhá. Vâng. À, vì sao lại phải thế? Mà Minh Dưỡng nuôi cũng có thể là người có người cho là quan điểm là đúng, có người cho là chưa đúng, có người cho là sai, thôi mỗi người mỗi góc nhìn khác nhau. Vâng. Thế nhưng quan điểm của Minh Dưỡng là nuôi làm sao đẹp xấu không cần biết, nhưng mà cái vấn đề là mình yêu quý tác phẩm, mình nuôi, mình tạo tác. Mà mình xác định tạo tác là mình phải nuôi làm sao nó được quý cây, cây được quý. Vâng. Và quý cây là gì? Là giữ được thân nó bệ, đó. Thân bệ, đó. Nó phải là giữ được độ tuổi già. Vâng. Và nó phải càng ngày càng già hơn và vẫn làm được cây cảnh. Cái điều là quan trọng. Cái chính vì vậy nên là Minh Dưỡng đã có cái phương pháp coi như là nuôi và tạo tác, mình nói nôm na là phương pháp đắp vẽ. Vâng. Đắp là gì? Thiếu đâu ta đắp đấy. Dạ vâng. Chơi chỗ nào thiếu chỗ nào, cành nào và điểm nào cần thì ta có thể đắp vào. Cấy vào đấy hả? Cấy vào đấy. Cấy đấy hả? Cấy là đắp. Cấy đắp đấy hả? Và điểm nào mình cần thiết thì vẽ thêm vào. Vâng. Vẽ thêm là vẽ thêm, cấy thêm chi cành vào. Vâng. Chứ mình cũng không lạm dụng cái đục đẽo. Vâng. Như là cái nuôi bốc quá. Dạ vâng. Để là nó làm sao nó duy trì được cái cây ổn định nhưng vẫn độ chùn già khỏe. Thế chính vì vậy thì các bạn nhìn thấy là Minh Dưỡng hay nuôi là như ở cái lách. Vâng. Những cái lách cây, lách hầu của tay cành. Vâng. Chảy xuống. Vâng. Nuôi để nó nuôi được cả cái hệ thống tay cành. Và mình vẫn có thể là giữ được cái thân bệ và mình vẫn làm được cây theo những ý mong muốn của mình. Vâng. Và chăm sóc thì mình nó hơi lọ, có được cái lọ hay mất cái kia, mình chấp nhận là mình hơi bị rơm rúa và bị coi như là nhìn nó bẩn mắt. Thế nhưng ngược lại mình lại được những cái mình mong muốn, là cái mình tạo tác vẫn tạo tác được và ngày cây càng quý cái thân, cái cốt, cái bệ lên. Ngày càng nuôi ra. nhưng mà không phá hỏng cái thân chính nuôi anh ạ. Nhưng mà không phá đấy thì mà không làm cho cây. Quý vị biết là những cái cây ở đây là Minh Dưỡng đều phải nuôi tắt qua hệ thống dễ buông. Vâng, đây là quý vị đây. Dễ buông thì quý vị đã thấy đây này. Đấy. Nguyên một cái xô này nhá. Thì nó có thể cấp dinh dưỡng cho cả một cái 2-3 cái cành ở trên. Thì mình thấy mình lấy từng cái rễ lách những cái vị trí mình cần lấy, giả dụ nhất là những cái lách mầm, những cái lách tay, hai dạ, là vâng. Những cái điểm trơ, điểm đơ, hoặc là những cái điểm cấy vào của thân cành. Vâng. Là mình nuôi. Dạ, thì vâng. Mình nuôi ở đây, thì mình nuôi ở ngoài này ổn định rồi, dần dần nhé mình sẽ kéo dài nó ra và tách bạch nó ra, mình hạn chế tưới ở cái cốt chính này. Vâng. Thì mình nuôi ở đây rồi thì cái cốt chính này nó tự luôn nó nuôi ngược lại với nhau. Đây quý vị, đây là một cái cây xanh và nó là rất là cổ và rất là kỳ của Minh Dưỡng, một trong cây phôi mà ở vườn mình là đặc sắc nhất mà vâng. Mình cho là cũng là đặc biệt nhất của cái phôi này. Vâng. Đấy, quý vị nhìn thấy quý vị biết được. Đấy, quý vị nó nhé. Ở dưới này nó vẫn giữ được cái nét hoang hóa, nét già lua, nét cổ kỳ mỹ. Và trên này mình vẫn làm, vẫn nuôi cành thở. Đây. Vâng. Vì anh mình đã nuôi từ bởi vì này. Bởi vì anh có nuôi ở dưới đâu đúng không? Thì tới đây là
ổn định hai cái xô này đó, dễ nó khỏe rồi mình sẽ tháo dần ở trên này ra. Vâng. Tháo dần ra và cắt dần tỉa dần là mình nuôi tách bạch ra ngoài và đạt được 95-98% thì mình mới bỏ, mình cho ăn bệ ở trong. Vâng. Ừ. Mới trở lại ăn bình thường đúng không? Ừ. Đấy, đấy quý vị này. Đây quý vị. cái rễ cổ của nó từ ngày xưa mà nó vẫn giữ nguyên khống này. Anh còn khống chế với rễ. Nó già hàng ngày đây ra. Này, đấy. Cái rễ già như này mà quý vị. Đấy. Đấy, nuôi nhưng mà dễ chỉ có già đi thôi mà không béo nha quý vị nhé. Đấy. Đấy mình hạn chế tưới đây. Thế đây là nó nuôi vào lách này. Đấy. Vâng ạ. Cái này nhá, cái này là mình cắt từ cái này ra đấy. Vâng. Anh cắt ra thì khi mình cảm thấy nó cắt đi để cho vém sẹo mà nó nuôi một cái rễ này nó đủ rồi. Vâng. Thì nó sẽ bo sẹo với hai là cái này mình cắt từ trên kia mình khấu để chuyển nhịp nó xuống đây. Vâng. Mà nó vẫn ok. Vâng. Đấy, đây cũng là một cái tay rất đẹp. Vâng. Đấy, và mỗi người đây là dần giả dụ từ nay đến cuối năm là mình sẽ bỏ hết hai xô này và mình rong cánh đi, mà đến lúc mình làm thì mình chỉ còn hai cái xô này mình xô bên kia thì vâng. Nhìn nó sẽ thoáng ra mà mình vâng. bỏ hết cái điểm này ra vâng. thì nó rất đẹp, nhìn cái thân cốt cây này thì quá quý quý vị các bạn. Ui rồi này già dạ, vậy đấy. Thưa quý vị là anh Minh Dưỡng, cái cách nuôi của anh Minh Dưỡng mà Sài Đức Huy thấy rất là hay nhá. Thì nhưng mà không nhiều người dám làm như này. Đúng rồi. Bởi vì là phải chấp nhận khi mà nuôi, phải chấp nhận phù hợp điều kiện. Mà phải chấp nhận là khi nuôi thì trông nó nhìn nó hơi xấu một tí anh ạ. Thế nhưng mà đổi lại là sẽ mỗi lần nọc ra là giật mình. Đấy, vâng, vâng. Bởi vì là nếu mà nhiều người mà không chấp nhận như này thì sẽ cái thời gian thì quý vị sẽ cũng bị trả giá đấy. Lấy ví dụ là cái cây như này trả giá, bởi vì là cây béo mà cây sẽ bị béo đấy. Cái cây này là mình còn phải bịt lại để không tránh nước mưa này. Đấy, cả tránh nước vào đây để cho ăn ở đây và ở hai xô được thôi. Đấy mình còn kỹ đây, thì mình không tưới đây thì buộc cái bộ rễ này nó sẽ chậm phát triển và nó sẽ già ra. Vâng. Đây là một cây phải nói là cây rất già đấy, một cây long, cây long rất già. Long già lắm. Ở bộ bệ này cực kỳ đẹp rồi. Vâng. Không muốn nó phát triển nữa. Nghe muốn giữ cái bệ đẹp mà không gìn giữ nó. Đấy quý vị ạ, cái cách nuôi của anh Minh Dưỡng thì có những rất nhiều cái để mà Sa Đức Huy thấy đáng học hỏi. Thì cũng đây thêm chia sẻ thêm với các bạn này. Giả dụ như là cây này. Đấy, cây này một số những cây này. Giả dụ như mình bây giờ mình cứ nói vui là cái phương pháp này là phương pháp nuôi và tạo tác đắp vẽ. Vâng. Vì quan điểm của bây giờ là mình không kỳ đá. Kỳ đá cũng như là không làm đá. Và vì sao mà không làm đá? Thì về cơ bản ấy, là cây là hạn chế làm đá, trừ những cái cây dáng đặc biệt, mấy ví dụ như dáng huyền thì mình phô được cái led fill ra, còn tất cả những các cây khác mình cho là làm đá. Với cá nhân mình nói thôi, là nghĩ thôi là cho làm đá là lạm dụng, mà chỉ là sửa sai những cái lỗi không có thân bệ, không có chân bệ của cây để lừa mắt tạo tác nó để cho nó đẹp đẹp ra nhìn trước mắt thôi. Vâng. Nhưng mà với bản chất sâu thẳm thì mình nghĩ là không có gì bằng cái cô nó mít cốt từ chân bệ lên, mà bản chất nó đều xịn. Chứ không có gì đá bằng. Là chẳng qua là ngày xưa là các vị là muốn nó thiếu bệ thì các vị là muốn lấy cái đá để che lấp liếm đi để tôn lên cái cây thôi. Vâng. Con đá chỉ là phụ. Và đây là cái cây mà mình làm được cái phương pháp đắp vẽ rồi. Nuôi và đắp vẽ, nuôi để già và đắp vẽ. Thì lấy ví dụ như cây này thì mình có thể là đắp thêm. Giả dụ như là không có bệ, mình cấy bệ luôn. Mà cấy bệ luôn già luôn. Cấy thành cu cục luôn cũng được. Thì thành một chỉ cần một năm hơn 2 năm sau rồi nó đồng hóa với nhau thì nó thành một cây rất là xịn. Dạ vâng. Và rất là nhiều cây từ ngày xưa mình nghiên cứu là đa phần các cụ cũng ghép vào nhau, sau nó nhiều năm rồi nó đồng hóa lên, sau nó đẹp rất là nhiều. Nhưng mà đẹp rồi thì thôi, mọi người chẳng nhắc đến nữa. Nhưng dạ mà vâng. chẳng qua những người nào mà nói lên bảo là
ghép hay không ghép, nhưng chẳng qua là có làm được hay không, hay là nói theo kiểu để dèm pha để mua mà có đắt mua rẻ thôi, mà có chấp nhận chờ đợi không anh nhỉ? Đấy, có chấp nhận chờ đợi không đấy. Bây giờ dụ như đắp vẽ là gì, thấy những cái điểm này nó khuyết, thay vì kỳ đá mình đắp vào, vâng, mình đắp vào tạo nên cái bệ nó đẹp, đắp con tử vào, nắp phần tay vào đấy, tạo nó thế, gọi là đắp vẽ, đắp và nuôi, là nuôi những cái rễ, nuôi những cái rễ nách, nuôi cái rễ thân để hạn chế những cái bộ béo ở dưới, thì coi như là mình tạo tác tay cành. Đây là một cái cây mà ngày xưa là mình mua là hoàn thiện nhá, mà về mình còn đắp vẽ vào thành à, những cái bây giờ là thành những cái u cục, thành những cái chân bệ xịn và vâng, tạo thêm những con tử. Dạ vâng. Đây. À, rất là xịn sò. Vâng. À, trông như thế này như quý vị không cảm nhận được đâu. Nhưng mà che hết rồi. Che hết rồi. Che hết rồi. Nhưng mà khi mà cắt ra nó hoàn toàn khác lạ. Dạ vâng. Nó khác so rất nhiều so với cả lúc mua cách đây gần 2 năm. Vâng. Thế nhưng mà mình nói ở đây là mình nói chia sẻ là theo quan điểm của mình là mình chờ đợi, mình làm được, mình đam mê thì mình làm thế thôi, còn phù hợp không, cũng có thể là không phù hợp với những người ta buôn cây. À, vâng. Người ta lúc nào cũng muốn là làm đẹp thôi nhất. Bây giờ không làm mà mình mua về mình dọn dàng làm sạch sẽ ra để có khách vào nhìn ưng mắt là mình bán. Vâng. Thì là cũng là cái tốt cho cái người chơi cây. Vâng. Vì mỗi người một phân khúc, mỗi người mỗi cách, thì cái người đó thì người ta là mình xác định luôn là người ta buôn cây thì người ta phải thế, người ta không thể chờ đúng đợi rồi, người ta không biết làm. Đúng rồi. Cũng có thấy người không biết làm, nó về chỉ biết là nhỏ dọn ra, dọn dẹp sạch sẽ ra để có người khách vào như là tìm cách nào để bán thôi, chứ vâng, không phải là mang tính là không làm được thì ta vẫn còn cái hướng tạo tác. À, như đấy, mình là ngoài cái sự đam mê ra là đồng ý ai cần phải có sự giao lưu, ai cần có phải cần có sự trao đổi bán mua thì nó có động lực, có niềm tin và có giao thoa kết nối. Thế nhưng ngoài cái việc ấy ra mình cần, nhưng mà mình cũng vẫn chú tâm đến cái mình đam mê, mình tạo tác. Cái đam mê tạo tác có thể mình không bán nay, mình bán sau. Khi mình đã đam mê rồi thì mình không màng nhiều đến cái vấn đề thị trường quá. Và thị trường nếu có được thì rất là tốt và quý, vì thị trường đó là được cho cả mình, được cho cả làng cây, cái mình hoan nghênh. Nhưng cái ngược lại của mình là mình vừa làm vừa cộng tác về cái cách chăm sóc, cái cách làm, cách đam và hưởng thụ cái đam mê mình sáng tạo, cái phương pháp cách làm. Và khi mình đạt được thành quả rồi thì đương nhiên cái gì nó cũng phải trả giá bằng công sức và thời gian. Vâng. Nhưng cái thời gian ấy, mình công sức ấy, mình làm được cái sản phẩm gì mà do chính mình làm ra và tạo tác được thì cũng là một cái vinh dự, và một nhà vườn nào, một cái ai yêu cây cũng đều mong muốn cái điều đó. Đó, mình làm được một tác phẩm gì chí ít là cũng phải để cho để đời và mọi người biết đến, thì cái là cái mà điểm ao ước của rất là nhiều người làm cây. Nhưng mà để đạt được cái điều đó thì cũng phải trả giá về và 5 tháng chờ đợi thời gian. Mình không nói có thể là vụt mất cơ hội lúc này, nhưng mà nó lại cánh cửa này nó đóng vào thì có thể là cánh cửa sau nó lại mở ra. Đã. Mọi vấn đề đều để được hay không thì nó cần có thời gian trả lời hết. Thì làm Đã. Cây này không vội được. Đúng rồi. Cái tác phẩm mười mấy 20 năm mới thành công, nhưng mà để ra được thị trường, để làm được thị trường và để mọi người biết đến thì lại cần quá nhiều cái yếu tố cần và đủ để làm được. Thì chính vì thế nên là ngoài cái vẻ đẹp thực sự và ngoài những cái cây chuẩn mực ra thì nó còn cần rất nhiều yếu tố để phải có thị trường thì mới thành công được, và có thị trường thì mới chia sẻ được, có thị trường thì ta có liềm cảm hứng sáng tạo được, bởi vì có trao đổi. Vâng. Nên là ngoài những cái đam mê ra thì Minh Dượng cũng rất là ham muốn học hỏi chia sẻ với cộng đồng chơi cây, làm sao là truyền cảm hứng sáng tạo và tạo tác. Đầu tiên mình muốn làm được thì mình phải có đam mê thì mình có sáng tạo thì mình có thuần phục được cây, có làm được cây, có làm được cây thì mình mới có thể yêu cây và
làm chủ được cái cuộc chơi. Vâng. Ok, chia sẻ với quý vị các bạn với con sai đốc vi như vậy là để chia sẻ cái tình cảm tâm tư với người đam mê cây như Minh Dưỡng, cũng có thể là chưa đúng với người này, chưa đúng với người kia, nhưng mà hy vọng mọi người lấy cái tình cảm Minh Dưỡng đây chia sẻ thật lòng, và mọi người hãy ủng hộ kênh Bonsai Đức Huy cũng như là Minh Dưỡng vì nó niềm đam mê chứ không phải vì mục đích gì khác. Vâng. Okay. Vâng. Thì em cứ chúc anh là cứ có nhiều sức khỏe này và kiên định với những cái việc anh đang làm, bởi vì cái việc anh đang làm thì cá nhân em thấy là rất là tốt và đáng học hỏi. Thế còn cũng bởi vì là làng chơi cây ấy, thị trường cây cảnh Việt Nam thì có thể là sẽ đâu đó có một vài ý kiến này nọ, thế nhưng mình nhưng mà trong số rất nhiều người ủng hộ anh thì cái đấy là cái mà quan trọng nhất, bởi vì thời gian thì sẽ trả lời tất cả anh ạ. Ok, thời gian sẽ trả lời, và cũng rất là cảm ơn những người nào theo dõi ủng hộ Minh Dưỡng trong cái cuộc chơi cái cảnh nghệ thuật và niềm đam mê chơi cây của ông gì Minh Dưỡng và mọi người hãy cùng nhau xây dựng nên một cái sân chơi cũng như là một cái nền sinh vật cảnh bền vững. Và mọi người vì cái thời đại công nghệ 4.0 này thì quan điểm của Minh Dưỡng là chia sẻ, hãy cho đi trước khi mình nhận lại được cái gì. Dạ. Chứ bây giờ mình có giấu đi chăng nữa, hoặc mình biết cái này mình không làm, nó để cho mình làm thế nọ kia, thì quan điểm bây giờ nó có thể là lỗi thời so với ngày xưa. Nhưng quan điểm của Minh Dưỡng là biết cái gì mình chia sẻ, biết cái gì để cho mọi người hiểu và làm được và đáp ứng được cái nhu cầu mong mỏi cũng như là cái cuộc chơi nó còn lâu còn dài bền vững, thì hãy cho đi những cái gì mình có, mình biết, để cho người ta có thể biết được để người ta làm nên cuộc chơi cũng như là nắm bắt được cuộc chơi và ổn định cuộc chơi. Được. Cứ người ta làm được, người ta thuần phục được, người ta mới có đam mê tiếp. Và, ok, phải không? Em xin chào quý vị các bạn. Vâng, em cảm ơn anh nhé. Cảm ơn anh. Bác Sài Đức Huy xin cảm ơn quý vị và xin cảm ơn Minh Dưỡng với chia sẻ của anh. Sài Đức Huy xin chào tạm biệt quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Trân trọng cảm ơn quý vị.